trong những lý do VHU Earth nên đăng ký học chứng chỉ MOS tại Trung tâm Tin học Trường Đại học Văn Hiến. Top 1, mức học phí và lệ phí thi ưu đãi cho sinh viên Văn Hiến. Hiện nay, lệ phí thi tại Trung tâm Tin học Trường Đại học Văn Hiến một môn chỉ còn 750.000 đồng. Yên tâm là vẫn theo tiêu chuẩn IIT Việt Nam đó nha. Quá là hời luôn. Top 2, lớp ôn luyện MOS ngắn hẹn cho những VHU Earth bận rộn. Nếu các bạn vẫn còn lăn tăn, lo sợ mình không thể đáp ứng được lịch học, vậy thì đừng lo, chương trình học đã được rút ngắn số tiết nhưng vẫn đảm bảo cung cấp kiến thức cần thiết cho các bạn. Với điều kiện VHU Earth phải tự giác thực hành đấy nhá. Top 3, học online kết hợp offline. Trung tâm sẽ mở những khóa học online với nội dung lý thuyết kết hợp offline với những buổi thực hành để các bạn có thể sắp xếp lịch học dễ dàng mà vẫn được các thầy cô cầm tay hướng dẫn cách thao tác máy đó nha. Lịch học 246, 357, cả thứ bảy và chủ nhật phù hợp với những chiến thần 5354 chạy KPI như tụi mình vậy đó. Top 4, cam kết học đến khi đậu. Nỗi ám ảnh rớt môn phải đóng tiền học lại bây giờ đã biến mất. Tại vì nếu lỡ có xô quá thì các bạn cứ yên tâm nha, có thể học và ôn thi lại miễn phí đến khi nào đậu thì thôi nhé. Với siêu nhiều những ưu đãi và tiện ích đến từ Trung tâm Tin học Đại học Văn Hiến như vậy, để làm sao làm các bạn hết world chưa? Vậy nếu còn thắc mắc gì các bạn hãy comment bên dưới để tụi mình cùng giải đáp nhé. Bye bye.